xét về vị trí của tất cả các thí sinh sau giờ bay thì thực sự bọn mình mới nửa năm sau cuộc thi và mình cũng nhận định là tất cả mọi người cũng chưa có một cái bước tiến gì quá là lớn so với vị trí của các bạn trước đó. Về phần mình thì cũng do bản thân mình lựa chọn cái hướng đi là sẽ vừa kinh doanh lại vừa vẫn giữ một chút gọi là đam mê nho nhỏ trong cái ngành nghệ thuật, nên là mình chấp nhận cái việc mà mình phải san sẻ cái thời gian của mình ra và cả cái sự thành công của hai bên. Mình nghĩ là để lựa chọn một cái thôi thì mình vẫn sẽ lựa chọn là kinh doanh. Hiện tại thì mình khá là khó tiết lộ, nhưng mà mình nghĩ là các bạn mẫu lookbook mà Dasso hiện tại và như mình trước kia thì sẽ có thu nhập trên 100 triệu một tháng. Đấy là cái thu nhập mà trước khi mà mình tham gia cuộc thi. Linh hiện tại thì Linh đã phẫu thuật thẩm mỹ mũi và sửa răng, và mình cũng tiêm một chút filler vào cằm để cho cằm có thể đầy đặn hơn. Trước đây thì mình có một quan điểm mà mình thấy khá là sai lầm. Mình nghĩ là một cô gái chỉ cần có đầu óc cũng có thể làm được rất là nhiều điều mà không cần quá là quan trọng đến đến bề ngoài. Và đấy cũng là một phần lý do mà Linh không thực sự ham thích tham gia vào bất cứ một cái sắc đẹp nào. Nhưng mà sau đó thì tình cờ cái việc mà mình cũng được thẩm mỹ là do một phần là do bố mình là bác sĩ thẩm mỹ, và cái thứ hai là mình có một thời gian mình khá là thất bại trong công việc và trong tình cảm. Mình nghĩ là có phải là tại mũi của mình mà mình nó không như một gì là theo nhân tướng học thì nó làm mình bị gặp vất vả khó khăn không, thì mình cũng sửa. Và mình cũng nghĩ là mình có cái may mắn nữa thì mình làm lên được đẹp. Nhưng mà sau rồi khi mà mình đẹp lên thì mình thấy nó có rất nhiều điều tốt đến với mình. Mọi người khen mình và mình nhận ra là khi mà có một cái bề ngoài đẹp thì mình sẽ tự tin hơn cho cuộc sống rất là nhiều và mình có nhiều cơ hội mở ra hơn. Vậy thì tại sao mà mình không cố gắng để hoàn thiện bản thân để đẹp hơn, để có nhiều cơ hội đến với mình? Thì Linh nghĩ là cái việc đẹp lên nó đã mở ra nhiều cơ hội và giúp Linh trở thành một cô gái hoàn toàn khác, một cô gái biết chăm sóc bản thân và biết cách làm đẹp hơn nhiều. Thực sự là có một cái suy nghĩ rất là gọi là lạc quan, nên Linh thấy là mọi việc đến với Linh thì đều rất là tốt. Tuy nhiên thì Linh cũng không nghĩ là mình là một cô gái có cuộc sống màu hồng. Trước đây thì đúng là từ bé lớn thì bố mẹ Linh khá là chiều, nhưng mà sau đó thì có một khoảng thời gian thì bố Linh bị bệnh rất là nặng. Và mình nhận ra là khi mà người thân trong gia đình gặp biến cố thì mình cũng nhận ra là mình phải trưởng thành hơn rất là nhiều. Và Linh là một con gái cả trong nhà, và bố Linh thì khi mà bố mình đứng giữa ranh giới giữa cái sống và cái chết ấy, thì Linh nghĩ là mình phải là người gọi là đỡ đần cho mẹ và em, và đấy là điểm mà Linh trưởng thành rất là nhiều. Linh nghĩ là nó là một cái điều rất là may mắn khi mà bố Linh đã vượt qua và Linh cũng đã trưởng thành lên. Từ đó thì Linh hiểu là Linh phải hoàn thiện bản thân rất là nhiều để trở thành một trụ cột trong gia đình. Mình cũng đã kinh doanh một số cái khác và mình đã thử khá là nhiều nghề. Trước đây thì mình có làm gia sư, rồi là mình cũng có kinh doanh chó cảnh. Cái đấy là một cái công việc mà mình khá là yêu thích, bởi vì mình rất là yêu chó và cả gia đình mình cũng yêu chó. Và mình làm công việc đó khá là may mắn, bởi vì khi mình làm với một sự yêu thích và đam mê và đồng thời mình hết lòng với nó thì chắc chắn là cũng sẽ nhận được kết quả tốt. Những cái công việc chụp mẫu nó lại đến một cách tình cờ ấy. Linh cảm giác có một may mắn Linh là cái cơ hội nó đến rất là bất ngờ, Linh không hề có kế hoạch để đón nhận nó, mà nó đến với Linh và nhiều khi Linh còn chưa sẵn sàng để nhận lấy nó. Thì Linh mới phải kết thúc công việc bán chó cảnh đó và tiếp tục công việc làm mẫu. Trước đây làm một mẫu thì ai cũng có một ấn tượng của Linh là thực sự là cô bé này rất là chăm chỉ, gọi là phi xe máy đi khắp nơi trong thành phố để đi từ điểm chụp này đến điểm chụp kia, mà điểm trời rất là lạnh, hoặc là nói chung là mọi người đều nghĩ là ôi con bé đấy chăm lắm. Thì Linh nghĩ là đấy là không phải là những cái giây phút màu hồng, mà là cái giây phút mình đã thực sự khó khăn và vất vả. Nhưng mà nhìn lại thì mình rất là tự hào ấy, bởi vì mình đã làm được những cái điều như thế, tự mình xây dựng được cho mình một cái cơ sở kinh doanh nho nhỏ, rồi là có những cái khoản tiết kiệm, rồi có
trải nghiệm của bản thân, Linh nghĩ là ở tuổi 23 thì Linh khá là hài lòng.